Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc sách nói chuyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đầu báo, đó chính là các chuyên gia nói về sự khác biệt trong cách hâm mộ của khán giả Hàn Quốc. Và các cô chuyên gia của Hàn Quốc đã chỉ ra một số yếu tố góp phần tạo nên sự khác biệt trong quan điểm giữa cộng đồng người của nước này và quốc tế. Một thời gian qua, bê bối uống rượu và lái xe của Suga, thành viên nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS, đã gây ra sự chia rẽ không nhỏ cho cộng đồng người hâm mộ của BTS. Đặc biệt, cùng một vấn đề như cách nhìn nhận câu chuyện giữa người hâm mộ của nhóm nhạc Hàn Quốc và nước ngoài lại có sự khác nhau lớn. Cedar Bolte Saiji, trợ lý giáo sư chuyên ngành nghiên cứu Hàn Quốc và Đông Á tại Đại học Quốc gia Busan, cho rằng sự giãn này là do sự khác biệt trong nhận thức và vị thế của thần tượng. Trong khi thần tượng chỉ là một từ ở nhiều quốc gia, thì ở Hàn Quốc từ này từ lâu có nghĩa là phải là một người nổi tiếng, các ngôi sao phải xứng đáng được thần tượng hóa. Họ được kỳ vọng phải hoàn hảo kể cả ngoài sân khấu. Chai trả lời phỏng vấn tờ Korea Times. Đồng thời, phương tiện truyền thông thường sử dụng thần tượng và những câu chuyện xung quanh họ để chứng minh với công chúng cách họ nên và không nên hành động. Điều này có thể thấy thông qua các bài báo gây tranh cãi về các chủ đề khác nhau. Cedar Polti Saji nói rằng các ARMY quốc tế từ cộng đồng người hâm mộ BTS có nhiều khả năng bảo vệ Suga hơn do kỳ vọng nghiêm ngặt của Hàn Quốc đối với hành vi của người nổi tiếng. Chúng ta có thể lấy trường hợp của nam diễn viên quá cố Lee Seung Kyung làm ví dụ cho sự kỳ vọng này. Lee Seung Kyung là một diễn viên hạng A nổi tiếng của Hàn Quốc với hình ảnh thân thiện. Tuy nhiên, vào giữa vào tháng 10 2023, bê bối sử dụng ma túy bùng nổ khiến ảnh đế của Hàn Quốc phải đối mặt với búa rìu dư luận cũng như truyền thông của nước này. Bất chấp lời biện hộ vô tội của anh, dư luận Hàn Quốc vẫn không thông cảm sự việc này được dấy lên đỉnh điểm khi đang trong quá trình điều tra. Lee Seung Kyu quyết định tìm về cái chết. Nam diễn viên được phát hiện đã chết trong xe ô tô của mình tháng 12 năm 2023. Lúc này cuộc điều tra Lee Seung Kyu với cáo buộc ma túy, sử dụng ma túy vẫn đang diễn ra. Có nhiều ARMY cảm thấy rằng với tư cách là người hâm mộ, việc bảo vệ BTS là một phần quan trọng trong công việc của họ và những vụ việc trong quá khứ như việc Lee Seung Kyu khiến họ lo lắng. Seji nói, sự việc ấy khiến nhiều ARMY quốc tế lo lắng rằng có thể có điều gì đó tồi tệ hơn đang xảy ra liên quan đến vụ việc này. Trong khi đó, Grace Kao, một giáo sư xã hội học tại Đại học Yale, chia sẻ quan điểm tương tự. Cô nói về mối quan tâm của người hâm mộ Mỹ trong những sự việc liên quan đến bê bối của người nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng ARMY cũng lo lắng về những tác động có hại mà phản ứng của Hàn Quốc sẽ gây ra đối với sức khỏe và hạnh phúc của Suga. Grace nói, người hâm mộ Mỹ đã quen thuộc với lịch sử tự tử của những người nổi tiếng có bê bối sau khi giới truyền thông và người họ sân đón. Đối với Sugar, nhiều an ninh Mỹ tin rằng anh đã phản phạm sai lầm và đã xin lỗi. Họ cảm thấy tội ác này ít nghiêm trọng hơn vì không ai bị tổn thương cả. Cao cũng chỉ ra rằng sự chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ ít xảy ra hơn khi mà thành vi phạm tội nghiêm trọng hơn, nhưng mà tác hại được thấy rõ ràng hơn. Tại như trường hợp của Taeyong, người đã bị công ty quản lý SM Entertainment loại khỏi nhóm nhạc K-pop NCT vào ngày 28 tháng 8 bị những cáo buộc về hành vi sai trái về tình dục. Những cáo buộc này của sao này phạm phải là một vấn đề mà ngay cả người hâm mộ quốc tế không thể bỏ qua. Nếu người khác bị tổn thương thì điều đó sẽ là một rủi ro. Người hâm mộ Mỹ ít có khả năng tha thứ cho những câu chuyện về quấy rối hoặc tấn công tình dục, Grace Scout nói thêm. Nếu không nhầm thì đây là ảnh của fandom của BTS đã gửi hoa tang đến cho hai quậy về, ý là họ không kiểu không không kiểu bảo vệ được kiểu kiểu không bảo vệ được không bảo vệ được Suga BTS. Ok. Khá là hay. Ok, vậy là mình đã đọc xong đầu báo rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.
Bye bye mọi người.